trên chương trình và đáp của những thông tin tuyên bố phát triển động phòng viên mới. Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi đến quý vị đại biểu của tập thể đại hội và những chức vụ các đại hội đại biểu thân đoàn thanh niên thành phố Hồ Chí Minh quan làm thứ bảy. Trước tiên tôi hoàn toàn nhắc với bạn báo cáo kết quả còn những ngày qua và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ đến cũng như báo cáo kinh nghiệm của ban có năm chắc mà đại diện tổng thống của trình bày. Thưa các đồng chí, đối với các đồng viên việc chấp nhận cho mình bản lĩnh chính trị tư tưởng của bạn một tư tưởng và lối sống cao đẹp là vấn đề rất quan trọng, đó là gắn xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người mới con người xã hội chủ nghĩa là kiếm kỹ năng trong hoạt động cụ thể thanh niên qua pháp luật từng nói thanh niên là người tương lai của nhà nước nhà và thế giới yếu hơn mạnh một phần do các thanh niên là đồng viên những thanh niên được tâm vị thành năng kết thúc là việc rèn luyện bản lĩnh chính trị với những lý tưởng cách mạng càng phải được lên hàng đầu. Tuy nhiên có một thực tế là ngày nay một bộ phận không nhỏ học sinh viên em ở bên bộ đội lên đỉnh cũng có em không tốt để em hoạt động từ đó những em xa xúc có những em bỏ học tụ tập nhậu nhẹt khó về đó lý tưởng cơ sở trong khi đó gia đình cũng cho em thì cũng mạnh cho nhà trường đặc biệt giáo dục không yên bình chúng tôi đầu này với vai trò và nhiệm vụ của chế độ các nhà trường nên cảm các đào tạo các thầy kiến thức thì công tác chưa tính về tư tưởng là rất quan trọng tư tưởng không có đào tạo nhà trường luôn bị đạo sâu sâu sắc các ví dụ học sinh đến từ những cái môn đặc biệt là giáo viên từ trường lớp và giáo viên từ chế độ trường được phân công làm cách chính trong công tác giáo dục của đồng viên học sinh thông qua các tiết dạy giáo viên làm ghép và giáo dục học sinh giáo viên chủ nhiệm thì thường xuyên làm công tác giáo dục và các tiết học cần mọi giờ lớp và sẽ học lớp học chứ không nhân dịp các ngày lễ lớn chế độ tốt cùng đầu bộ cấp trên công an của công an và công an thị xã và dân tuyên truyền nhân dân về công tác nhân về công tác an toàn giao thông công tác trật tự nghi ngờ tội phạm xây dựng tạm tự chấp hành lý chất kích thích đề nghị năm trường hợp nhằm nâng cao nhận thức chính trị để tự nhận thức lối sống cho học sinh đồng viên thanh niên trong nhà trường cùng với đó là tuyên truyền về thực hành làm theo tư tưởng tấm gương đã được công tác Hồ Chí Minh thông qua các phòng trung điểm của từng tháng trong thời gian gắn với các cuộc vận động như nói lời dạy làm việc tốt trong đẹp sáng tốt tương hệ phát triển các thân tích cực gắn với tuyên truyền về lịch sử thống của quê hương với những thành tích đã đạt được hàng năm chia đầu trường luôn được đồng phương đánh giá chia đầu của bạn để mà chấp nhận công tác giáo dục tích lệ tư tưởng cho đồng viên học sinh bồi dưỡng đồng viên yếu tố học viện đoàn trong thời gian tới tôi xin đưa ra một số giải pháp sau một là nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho đồng viên học sinh theo chủ đề chương trình tập thể giáo dục truyền thống của chế độ và truyền thống và truyền thống của các trường học của nhà trường kết hợp đẩy mạnh công tác ngăn ngừa và phát triển công tác để hàng sau để xâm nhập vào hàng đường bệnh viện thành lập các thành lập và sẽ học các cán bộ như cán bộ tập chống HIV ma túy cán bộ tuyên truyền của đồng luật an toàn giao thông đồng thời chế độ được xây dựng ban kế hoạch cho đồng viên dân về thực tế sinh sản về thành viên nghề nghiệp hướng nghiệp hai là bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cho đội ngũ cán bộ đoàn của chế độ đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh cho đồng viên thanh niên hành tác học phẩm quen hóa giáo dục thể thao trong nhà trường ba là tăng cường công tác bồi dưỡng đồng viên ưu tú phát triển nhân gương tư tưởng nhân sinh nghèo khó giỏi nhằm giáo dục cho đồng viên thanh có động cơ và tập trung bén coi trên chuyên liên phấn đấu đúng vào hàng ngũ đoàn để đạt được kết quả trong việc thực hiện các giải pháp trên chế độ trường cần vận dụng sự ủng hộ của các cấp ủy đảng đồng phương chi bộ nhà trường đặc biệt là phải phát huy sức mạnh để xây dựng đội ngũ ban chấp hành đồng trường gồm những đồng viên có năng nhiệt huyết với công tác đoàn cuối cùng thay mặt cho chế độ trường xin gửi đến các đồng chí đại biểu tổ chức sức khỏe đại hội đại biểu đoàn thanh niên